ông Zelensky tố cáo Nga đe dọa nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tập kích mới của Nga ở Ukraine đã nhắm vào những cơ sở khí đốt quan trọng cung cấp cho châu Âu. Mục tiêu chính là ngành năng lượng. Họ nhắm vào các cơ sở khác nhau trong ngành, gồm cả cơ sở cung cấp điện và trung chuyển khí đốt, đặc biệt là những cơ sở khí đốt vốn rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung an toàn cho Liên minh châu Âu, EU. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tối ngày 27 tháng 4. Ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã bắn hạ một số trong 34 tên lửa Nga sử dụng để tập kích hạ tầng năng lượng ở 3 tỉnh miền Trung và miền Tây nước này, gồm Dnipropetrovsk và Ivano-Frankivsk. Tư lệnh không quân Ukraine trước đó nói nước này đánh chặn được 21 tên lửa. Công ty dầu khí nhà nước Ukraine Naftogaz cho biết Nga đã tấn công các cơ sở của họ, nhưng không ai bị thương và nguồn cung không bị ảnh hưởng. Thống đốc Maxim Kozhinsky của tỉnh Vy, giáp biên giới Ba Lan, nói khu vực của ông cũng hứng chịu cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm Kinzhan. Ông cho biết hai cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Syria và Chevovonia bị hư hại và bốc cháy, dù dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Nga tiếp tục cung cấp khí đốt cho EU thông qua Ukraine theo thỏa thuận với tập đoàn Gazprom, dự kiến hết hạn vào tháng 12. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine tháng trước cho biết Kiev không có ý định gia hạn hoặc thay thế thỏa thuận với Moskva. Kể từ gần cuối tháng 3, Nga tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng này cho biết các đợt tấn công nằm trong kế hoạch phi quân sự hóa Ukraine, một trong những mục tiêu chính mà Nga tuyên bố khi phát động chiến dịch ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2 năm 2022. Tổng thống Zelensky lặp lại lời kêu gọi viện trợ tên lửa phòng thủ, đặc biệt là hệ thống Patriot, nói rằng Ukraine cần ít nhất 7 hệ thống phòng thủ để bảo vệ đất nước. Nga đã căn chỉnh cuộc tập kích để khiến hệ thống phòng thủ Ukraine gặp khó khăn nhiều nhất có thể. Mỗi tên lửa bị bắn rơi hôm nay đều là kết quả có ý nghĩa, ông nói. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.